Xin chào mọi người. Hôm nay là mình là một mình lẻ bóng rồi mọi người ơi. Clip trước đó là nói về là mình đang kể về cái quá trình mình mang bầu và sanh con đó mọi người. Thì là chồng mình ngồi cạnh bên, nhưng mà mình giống như mình kể hào hứng quá rồi mình quên để ý tới chồng mình luôn đó. Rồi bây giờ tới xem clip lại thì thấy là quá tội nghiệp, một mình không biết làm gì, thấy nó quê quê, nó bị đơ đơ đó. Rồi chồng mình khi cái lúc đó là mình tắt clip đó, thì chồng mình mới là cái mặt hầm hầm như thịt bằm nấu cháo vậy đó, là bảo là lần sau không có quay clip với em nữa, quen mình đơn đi rồi. giận luôn rồi, cho nên là không có quay clip nữa. Clip này mình sẽ quay một mình nha. Ông ngồi kế bên đó, ngồi kế bên. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Ngồi kế bên nhưng mà dặn không vô mọi người. Tại vì là mất lòng hàng xóm.댓글 써주신 분 감사해요. 저안 나와서 저 편해요, 이제. Chồng mình nói là tại vì hôm nay thấy mọi người comment đó, thì mình có nói lại với chồng mình là mọi người comment là nói là chồng mình ngồi mình thấy tội nghiệp, thấy buồn quá này nọ, thì mình có nói lại vậy. Thì chồng mình có nói là thấy chưa, nó thấy chưa, anh nói mà thế nào mọi người cũng nói vậy đó. Thì là hồi nãy là chồng mình nói là cảm ơn mọi người đã đứng về phe ổng. Giờ ổng không có quay clip nữa, để một thời gian nữa mình sẽ dụ dỗ và quay lại nha mọi người ha. Thì cái clip hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề là phúc lợi xã hội của em bé ở Hàn Quốc. Thì là cái vấn đề này là mình để mình kể cho mọi người nghe là từ lúc người người mẹ đó mang bầu đến lúc mà khi con học đến hết phổ thông đó, thì mình sẽ kể hết cái quá trình phúc lợi xã hội của em bé ở đây cho mọi người xem ha. Xin chào Rồi mọi người ơi, đang nói lỡ dở cái là treo anh giờ này, tại mình quay đêm đó mọi người, cái treo anh đang ngủ rồi giật mình thức dậy nè, nên cho ra ngồi quay luôn với mẹ một chút xíu rồi vô ngủ lại. Hồi nãy mình đang nói đến cái đoạn là em bé khi mà người mẹ mà mới bắt đầu là mang bầu đó mọi người, thì là mình đi khám bầu đó. Thì ở bệnh viện cho mình một cái cuốn sổ khám bầu, thì mình cầm cái cuốn sổ đó mình đến ngân hàng để mình nhờ họ làm cho mình một cái thẻ. Thì là nhà nước cho mình 500.000 won trong cái thẻ đó, 500.000 won thì tương đương với khoảng 500 đô đó mọi người. Thì là cho mình 500.000 trong cái thẻ đó để cho mình đi khám bầu trong vòng 40 tuần, là có nghĩa là 40 tuần là 10 tháng đó. Thì cái thẻ đó thì mình chỉ được đi khám bầu thôi, bệnh viện không nhất thiết là một cái bệnh viện, về bệnh viện nào cũng được hết, nhưng mà mình không có được xài, giống như là mình không có được xài đi siêu thị hay là đi mua cái này kia, mình không có được xài. Vì cái thẻ đó là chỉ dành cho mình đi để đi khám bầu thôi. Thì 500 ngàn cũng tương đối là trong cái thời gian là 10 tháng cũng tương đối là đủ đó mọi người. Thì cho người mẹ đó. Kita đó. Rồi khi mà mình làm thẻ rồi đó, thì mình đi bệnh viện mình có thể gạt thẻ đó, mình không có cần xài tới tiền của mình nữa. Rồi khi mà mình 40 tuần sau, 9 tháng 10 ngày đó, mình sanh em bé ra, thì là hiện tại là có ra cái luật mới đó mọi người, là mỗi người mẹ, mỗi sản phụ thì nhà nước sẽ giống như cho cái tiền để mình kiểu như là cái tiền đó là tiền để khuyến khích cho chị em phụ nữ sanh con ha. Thì cái này ở Việt Nam á là một trai một gái cái gì, mỗi gia đình là một trai dù gái hay trai chỉ hai là đủ đó, thì là đừng có sanh nữa, đừng có sanh nữa, sanh hai con thôi. Nhưng ở Hàn Quốc thì ngược lại nha mọi người, ở Hàn Quốc là sanh nữa đi, cứ sanh nữa đi, càng sanh tao cho càng tiền nhiều đó. Thì là ở Hàn Quốc là cái tình trạng là trẻ em đang bị thiếu, cho nên á
người ta khuyến khích, chính phủ khuyến khích họ sanh nhiều lên, tại vì cái tình trạng hiện tại là nam nữ Hàn Quốc không có muốn kết hôn sớm, kết hôn rất là muộn. À, kết hôn muộn thì người ta lại càng không muốn sanh con, cho nên là cái trẻ em ở Hàn Quốc đang trong cái giai đoạn là ít dần. Cho nên là người ta khuyến khích, cũng tùy theo được địa phương, cũng tùy theo được địa phương là người ta sẽ cho mình bao nhiêu tiền, với lại là mình hộ khẩu mình ở thành phố hay là làm nông. Nếu hộ khẩu làm nông, người ta sẽ xem xét, người ta có thể là cho thêm, khuyến khích tặng thêm cho mình tiền. Với lại cũng tùy theo cái địa phương, là ví dụ như mình ở tỉnh nào, những cái tỉnh mà đồng núi nhiều, đồi núi nhiều đó, là người ta không có thích sống ở những cái tỉnh đó, thì mình sanh con người ta sẽ cho mình cái tiền khuyến khích nhiều hơn nữa. Mà đặc biệt là mình sanh con thứ hai và sanh con thứ ba, sanh đứa con thứ ba trở lên đó, là người ta hỗ trợ mình rất là nhiều luôn. Con mình đi học không cần tốn tiền, mà ngược lại họ còn chu cấp cho mình mỗi tháng để nuôi con đó mọi người. Thì là cái phần mà mình vừa sanh con ra mình được lãnh tiền rồi đó, là mình vừa sanh con ra là mình được lãnh là 2.500.000 won, là luật này mới ra. Nhưng mà tháng 10 năm sau, có nghĩa là tháng 10 năm 2019 đó, thì mới áp dụng. Còn trước đó cũng như mình đó, trước đó là khi mà mới sanh con là tùy theo đứa con đầu tiên, nếu mà đứa con đầu tiên thì người ta sẽ khuyến khích cho mình có 100.000 won thôi. Nhưng mà đứa con thứ hai và đứa con thứ ba, như em đã nói, hồi mình đã nói hồi nãy, là giống như tùy theo cái hộ khẩu gia đình mình sống ở thành phố hay là dưới quê đó, người ta sẽ tặng. Và ngày xưa mình sanh con thứ ba nhưng mà mình sống ở thành phố, cho nên là Chawon chỉ được tặng có 500.000 thôi mọi người. Là lần đầu tiên đó, là Chawon được tặng là 500.000 won. Và xong cái phần tặng mở đầu rồi thì cứ mỗi tháng là chính phủ sẽ tặng cho em bé đó. Ví dụ như là em bé mới sanh là Chao Anh là mỗi tháng là 200.000 won. 200.000 won thì là tiền sữa, tiền bỉm đó mọi người. Thì họ đến ngày họ sẽ chuyển tiền vào sổ của mình ha. Ví dụ như ngày 20 là ngày chuyển tiền, thì đến ngày 20 là họ chuyển tiền cho mình. Đến ngày 20 là cứ vậy luôn. Đến 12 tháng thì là đến 12 tháng, thì từ 12 tháng về sau thì họ sẽ chuyển vào là 150.000, có nghĩa là họ đã rút xuống 50.000 thì còn 150.000. Nhưng mà đa số á, con nít ở Hàn Quốc á, là khoảng 1 tuổi là, hoặc là nhiều người mà đi làm công nhân viên chức nhà nước hay là đi làm những cái công việc á, không có nghỉ được lâu dài đó mọi người, thì người ta sẽ gửi con rất là sớm, khoảng 3-4 tháng hoặc 5-6 tháng người ta gửi hết rồi. Thì nếu mà gia đình đó, cha mẹ của đứa bé đó mà gửi đứa bé đi nhà trẻ, nếu mà ba mẹ đứa bé mà gửi đứa bé đi nhà trẻ thì là mỗi tháng người ta sẽ không cho mình 200.000 won nữa. Thay vào đó người ta sẽ làm cho mình cái thẻ là để mình đi gửi nhà trẻ, có nghĩa là mình gửi nhà trẻ không mất 1.000 nào. Cái thẻ đó là chính phủ cho mình đó, thì để là mỗi tháng mình gạch thẻ. Tình cảm ghê luôn. Mỗi tháng mình gạch thẻ nhà trẻ đó mọi người, thì là khoảng 300 mấy chục ngàn đó, là mình cũng không có mất 1.000 nào ha. Thì hồi nãy giờ là tới đó là mình sanh, từ lúc mình mang bầu đến lúc mà gửi nhà trẻ thì mình cũng không mất 1.000 nào đó. Thì hiện tại á, thì hiện tại cái luật mới ra nữa là mới áp dụng hồi tháng 9 này thôi mọi người, là trẻ em dưới 7 tuổi á, thì mỗi tháng chính phủ sẽ gửi cho trẻ em 100.000 won, là giống như Chao Won nè. 7 tuổi thì hình như là 72 tháng hay sao á, là 6 tuổi mình đúng không ta, là 72 tháng đó mọi người, là đến 72 tháng là thôi. Thì là Chao Won, hiện tại Chao Won nhận được 3 tháng đó mọi người, tháng 9, tháng 10 và tháng 11. Là tháng 12 này là tháng thứ tư Chao Won được nhận nè. Thì là Chao Won được nhận 300.000 rồi đó, mỗi tháng là 100. Thì cái đó là luật mới ra, mới áp dụng hồi tháng 9 năm nay thôi. Thì Chao Won được nhận tới 6 tuổi luôn đó, là có chắc là 7 tuổi kia, 72 tháng mình cũng 72 tháng là 6 tuổi mình, chắc 7 tuổi kia đó. Thì nhận đến đó luôn. Cứ mỗi tháng là bắn vào.
Thì khi mà con mình đi học nhà trẻ thì không có tốn tiền nè, tại nhà nước đã cấp cho mình một cái thẻ rồi. Mình trả tiền đó, mình chỉ có trả tiền thêm, giống như là mình cho con mình đi học thêm này nọ thôi ha. Và khi em bé mà vào lớp 1 thì cũng không có tốn tiền trường nữa nha mọi người. Cũng không có tốn tiền trường gì hết, mình chỉ tốn tiền quần áo này nọ thôi. Nhưng mà đặc biệt nữa là ở Hàn Quốc á, em bé vào lớp 1 là 8 tuổi. 8 tuổi mình. 8 tuổi Tây, 8 tuổi mình mà là 7 tuổi Tây đó mọi người. Có nghĩa là 8 tuổi mới vào lớp 1. Thì Việt Nam mình là 7 tuổi. Thì mình nói đây là nói tuổi ta nha, chứ không có nói tuổi Tây nha. Tại vì mình dùng tuổi ta mình quen rồi đó. Thì là 8 tuổi vào lớp 1 thì là em bé Việt Nam là 7 tuổi. Tại vì ở Hàn á là đi học trước đi học sau Việt Nam mình 1 năm. Đi học sau 1 năm và Việt Nam mình 1 năm. Thì đi học từ học cấp 1, học cấp 1 tiểu học đó đến phổ thông luôn, học hết phổ thông thì không có tốn tiền luôn. Không có tốn tiền trường tiền gì hết á. Thì cái phúc lợi xã hội của em bé ở đây nó cũng tương đối là giống như so với những cái nước châu Âu á, hoặc là so với là những nước là như là Canada mọi người, thì cái phúc lợi không bằng. Tại vì mình cũng nghe mọi người nói là Canada phúc lợi xã hội rất là cao, nhưng so với ở châu Á mình thì nói chung là cái phúc lợi xã hội của em bé ở Hàn thì cũng tương đối là cao đó mọi người. Mình cũng không có mất tiền gì hết từ lúc mà nuôi con ha. Cho nên là ở bên đây mà nhưng mà nhà nước thì hỗ trợ thế thôi, nhưng mà mình nuôi á mình cũng phải tốn tiền, với lại mình công ăn gì làm mình nữa. Thì nói chung là nó không đủ, nhưng mà người ta khuyến khích cho mình. Ngày xưa thì mỗi lần sanh thì người ta khuyến khích ít, nhưng mà càng lúc thì càng nhiều lên, tại vì giới trẻ Hàn Quốc thì nó rất là ít so với người lớn tuổi. Cũng giống như Nhật Bản vậy đó mọi người, Nhật Bản em bé thì càng lúc càng ít đi, người già thì càng lúc càng nhiều. Còn Việt Nam mình thì em bé cứ đều nhiều, cho nên là không có khuyến khích. Còn ở Hàn thì khuyến khích em bé sanh ha. Kim Han một con Chào anh cứ kêu là mẹ ngưng đi với mọi người. Em phụ ngủ rồi nè. Không biết là nãy giờ mình nói có thiếu gì không ta. Nếu mà để mình xem lại có thiếu gì thì hôm khác mình sẽ làm một cái video khác, mình bổ sung thêm nha mọi người ha. Thì hôm nay mình quay đến đây thôi nha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Chào nó là chào anh chưa có chào. Để mà chào lại nha. Nếu nhà mình thấy thích kênh đó thì nhấn đăng ký kênh, like và comment phía dưới nha. Nhà mình có muốn hỏi về cái vấn đề là giống như văn hóa hay là phúc lợi xã hội, hay là những cái vấn đề mà mình nếu mình biết thì mình sẽ trả lời cho mọi người ha. Tại vì cái kênh của mình thì ai nhắn tin hỏi hay là chúc mừng cái gì thì mình cũng đều trả lời hết. Cho nên nhà mình cứ thoải mái comment phía dưới nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Chào mọi người đi. Ê, con làm đi, con nói đi. Xin chào tạm biệt đi. Con chào tạm biệt mọi người đi. Con chào tạm biệt mọi người đi. Ôi khóc rồi. Đây gặp mẹ nói. Chào tạm biệt mọi người. Chào tạm biệt mọi người. Trời ơi. Rơi nước mắt rồi, nước mắt này là nước mắt trực sẵn đó mọi người. Khi mà chuẩn bị khóc cái là nó đặt rơi ra. Rồi con chào tạm biệt mọi người đi rồi mẹ tắt nè. Xin chào tạm biệt mọi người. Thì con nói đi. Tạm biệt mọi người. Rồi sao nữa con hôn mọi người đi. Hôn sao nào, hôn nè. Hôn mạnh lên. Con sao đang mọi người đi, con I love you đi, hát thử. Hát thử mọi người đi. Nè, hát thử mọi người nè, đưa tay ra đàng hoàng. Hát thử. Chào tạm biệt mọi người nha. Tao còn biết tụi.